Kính chào quý khán giả đã quay trở lại kênh Phong thủy May mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, hầu hết mỗi gia đình đều treo một chiếc đồng hồ với mục đích xác định thời gian hoặc là trang trí nhà cửa. Theo quan niệm của phương Đông thì tất cả các đồ vật có thể chuyển động, ảnh hưởng đến tổng thể phong thủy trong nhà. Chẳng hạn, chiếc kim đồng hồ luôn di chuyển không ngừng. Vì thế, nếu để ở vị trí phù hợp sẽ giúp gia đình thêm hạnh phúc, ăn nên làm ra, tấn tài tấn lộc. Để sai vị trí thì sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh và sức khỏe của cả gia đình, khiến cho gia chủ tan gia bại sản, làm quần quật mãi mà vẫn nghèo sơ sát. Hãy đặc biệt lưu ý, Phong thủy May mắn sẽ chia sẻ ngay sau đây. Cũng giống như khung tranh, ảnh hay là một số vận dụng trang trí khác, đồng hồ treo tường cũng được nhiều người ưa thích và lựa chọn để trưng bày trong ngôi nhà của mình. Với công năng giúp cho chúng ta xem giờ giấc mỗi ngày, lại vừa đảm bảo về thẩm mỹ, tạo không gian tinh tế sang trọng cho căn phòng. Chính vì thế mà từ lâu nay đồng hồ treo tường đã trở thành vật dụng thiết yếu không thể thiếu trong các gia đình để tiện theo dõi thời gian. Thông thường thì người ta hay treo đồng hồ tại phòng khách, nơi chính giữa ngôi nhà hay là phòng ăn và đôi khi là trong phòng ngủ. Quen thuộc là vậy, thế nhưng việc treo đồng hồ làm sao cho đúng, liệu bạn đã biết? Chúng ta thường không để ý đến và treo chúng một cách tùy hứng. Nhưng bạn có biết rằng sự vô tình ấy đã đem đến những thay đổi không hề nhỏ đến gia đình bạn? Lựa chọn vị trí và hướng treo đồng hồ cũng cần phải tuân theo nguyên tắc nhất định trong phong thủy. Có như vậy thì gia đình bạn mới êm ấm, bình an, hạnh phúc và đón nhiều may mắn. Kim đồng hồ treo tường luôn di chuyển theo tuần hoàn liên tục, đều đặn và không ngừng. Theo quan niệm của phong thủy thì tiếng kêu nhịp nhàng của con lắc đồng hồ sẽ giúp ngôi nhà bạn tăng thêm nguồn sinh khí tốt lành. Trong khoa học phong thủy Đông phương, mọi đồ vật ở thể động trong nhà đều ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở. Để có thể là những tác động tích cực làm sinh sôi vận khí hay ngược lại, do đó khi treo đồng hồ trong nhà cần chú ý tránh một số điều cấm kỵ sau đây. Không treo trên cửa sổ. Cửa sổ là một trong những vị trí không được treo đồng hồ. Theo quan niệm xưa thì chữ rong trong tiếng Trung Quốc của đồng hồ có nghĩa là kết thúc. Vì vậy, nếu treo đồng hồ trên cửa sổ, mọi nguồn năng lượng tốt lành vào nhà qua đường sẽ bị chặn lại. Gia chủ luôn hỗn loạn và cảm thấy thời gian trôi đi vùn vụt, nằm ngoài tầm với, áp lực vì thế cũng sẽ dâng cao. Không treo trong phòng ngủ, treo ở đầu giường. Không nên treo đồng hồ trong phòng ngủ hoặc là phòng làm việc vì dễ gây ra cho gia chủ những suy nghĩ tiêu cực, tạo cảm giác bức bối, dễ gây stress. Nếu bắt buộc phải theo thì nên chú ý về hướng treo đồng hồ cho phù hợp với phong thủy gia chủ, tuyệt đối không treo đồng hồ trên đầu giường vì nó sẽ tạo không khí buồn bã, ảm đạm. Đồng thời tiếng tích tắc của đồng hồ trong đêm sẽ khiến cho mọi người khó ngủ, lại càng hỗn loạn. Thêm vào đó thì sát khí do kim đồng hồ tạo ra cũng sẽ gây ra áp lực không nhỏ lên vận may của gia chủ. Vì thế, chỉ đặt đồng hồ ở trên bàn nhỏ bên cạnh giường. Tránh để mặt đồng hồ quay vào trong nhà. Đồng hồ có thể khiến cho không khí trong phòng lưu động, khiến cho cả phòng tràn đầy sức sống. Do vậy, cần đặt đồng hồ hướng về phía ban công là tốt nhất. Nếu như trong phòng không có người, đồng hồ có thể kéo đi những luồng khí tĩnh và đem lại những luồng khí may mắn. Không treo ngay trên ghế sofa. Trong phòng khách thường có ghế sofa. Chúng ta không nên treo đồng hồ ở trên ghế sofa, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới người ngồi trên ghế bởi nó sẽ tạo áp lực lớn về tâm lý, sợ bị rơi trúng đầu. Ngoài ra thì vị trí này còn mang điểm xấu tới sức khỏe của người trong nhà. Kiêng kỵ treo đối diện cửa chính. Phòng khách thường là phòng chính ngay khi bước qua cửa ra vào, do vậy khi treo đồng hồ kiêng kỵ treo đối diện cửa chính, kể cả các cửa khác trong nhà cũng không nên treo đồng hồ đối diện bởi vì ở những nơi này có sát khí truyền tới, còn đồng hồ thì có tác dụng đấu sát. Hai vật này gặp nhau sẽ khiến cho nhà cửa không yên, nên đặt đồng hồ ở một bên cửa sẽ tránh được những điều xui xẻo. Không nên treo quá nhiều đồng hồ trong nhà và kích thước không quá lớn. Gia chủ không nên treo quá nhiều đồng hồ trong nhà vì sẽ dẫn đến tình trạng bị rối loạn không gian sống, các thành viên trong gia đình sẽ gặp nhiều rắc rối phiền toái. Chỉ nên treo 2 đến 3 chiếc trong nhà và nếu bạn có nhu cầu hơn thì có thể dùng đồng hồ nhỏ để bàn. Đồng hồ có kích thước vừa phải. Chọn đồng hồ có kích thước quá lớn treo trong nhà sẽ gây cảm giác nặng nề và mệt mỏi, vì đồng hồ chỉ là thời gian, là những gì đã trôi qua biểu hiện cho quá khứ. Đồng hồ quá to sẽ nuốt mất không gian trong phòng nhỏ, khiến cho người ở trong phòng có cảm giác bí bách ngột ngạt. Tiếng đồng hồ lớn khiến cho bạn cảm thấy ồn ào, vì thế nên chọn một chiếc đồng hồ có kích thước phù hợp với bức tường mình định treo. Không treo hai đồng hồ trong cùng một phòng. Người xưa thường nói, một nước không thể có hai vua. Theo phong thủy thì treo đồng hồ cũng vậy. Một căn phòng không nên có hai đồng hồ, bởi chiếc đồng hồ có pháp khí giống như một vị vua. Nếu treo nhiều từ hai chiếc trở lên sẽ gây ra cho môi trường không ổn định. Gia chủ sống trong các căn phòng có quá nhiều đồng hồ sẽ gặp nhiều rắc rối. Không treo đồng hồ ở đầu giường hay là cuối giường ngủ. Treo đồng hồ tại đầu giường cũng tựa như việc cầm tấm bia đặt trên phần mộ, mang ý nghĩa đối nghịch với sự trường thọ vĩnh cửu. Không chỉ vậy, tiếng tách tách của đồng hồ trong đêm tối sẽ khiến cho bạn khó ngủ, lại càng hỗn loạn. Sát khí do kim đồng hồ tạo ra cũng sẽ gây nên áp lực không nhỏ lên vận may của gia chủ. Trong phòng làm việc thì bức tường phía trên bàn làm việc cũng không nên treo đồng hồ, còn các vị trí khác nếu treo cũng không mang lại ảnh hưởng xấu nào. Không nên chọn những mẫu đồng hồ có góc nhọn hay là hình thù sắc cạnh, tức là góc nhỏ hơn 45 độ, vì thế sẽ gây bất lợi, làm ảnh hưởng đến sự di chuyển của luồng khí tốt vào nhà mình. Cũng không nên bài trí đồng hồ hướng vào những thứ hơi giống hình dáng của nó hoặc là hình bắt quái, vì như vậy sẽ khiến tinh thần của gia chủ bị ức chế và bực bội. Quý vị thân mến, trong phòng ngủ, đồng hồ là tượng trưng cho sự trôi chảy của thời gian, đối nghịch với sự trường thọ và vĩnh cửu. Vậy nên bạn có thể treo nó ở những nơi không trọng, tránh những vị trí đặc biệt ở trung tâm, thu hút quá nhiều sự chú ý hay là tầm nhìn của mọi người. Đặc biệt, bạn không nên chọn đồng hồ tặng cho người khác, nhất là người cao tuổi. Và lý do vì sao lại không được tặng đồng hồ cho người cao tuổi? Trong phần tiếp theo của chương trình, Phong thủy may mắn sẽ lưu ý tới quý vị một số nguyên tắc treo đồng hồ theo tuổi và mệnh của gia chủ, như một số quan niệm phong thủy rất ý nghĩa xung quanh chiếc đồng hồ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cách đặt đồng hồ đúng phong thủy theo tuổi. Tuổi Tý, gia chủ sinh năm 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 nên treo đồng hồ trên bức tường hướng đông bắc. Tuổi Sửu, gia chủ sinh năm 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 nên treo đồng hồ ở chính giữa bức tường hướng bắc. Tuổi Dần, gia chủ sinh năm 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 nên treo đồng hồ ở điểm hướng bắc trên bức tường hướng bắc. Tuổi Mão, gia chủ sinh năm 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 nên treo đồng hồ ở góc phía tây bắc của bức tường hướng tây. Tuổi Thìn, gia chủ sinh năm 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 nên treo đồng hồ ở chính giữa bức tường hướng đông trong phòng riêng. Tuổi Tỵ, gia chủ sinh năm 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 chỉ cần có đồng hồ treo trong phòng là được, không cần phải chọn hướng. Tuổi Ngọ, gia chủ sinh năm 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 nên treo đồng hồ ở góc phía tây nam của bức tường hướng nam hoặc là góc phía tây nam của bức tường hướng tây trong phòng riêng. Tuổi Mùi, gia chủ sinh năm 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 nên treo đồng hồ ở chính giữa bức tường hướng nam trong phòng riêng. Tuổi Thân, gia chủ sinh năm 1932, 1944, 1956, 1988, 1980, 1982, 2004 nên treo đồng hồ ở góc phía đông nam của bức tường hướng nam. Tuổi Dậu, gia chủ sinh năm 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 nên treo đồng hồ ở góc đông nam của bức tường hướng nam trong phòng riêng. Tuổi Tuất, Gia chủ sinh năm 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 nên treo đồng hồ ở chính giữa bức tường hướng đông trong phòng riêng. Tuổi Hợi. Gia chủ sinh năm 1935, 1947, 1958, 1971, 1983, 1995, 2007 nên treo đồng hồ ở góc phía đông bắc của bức tường hướng đông trong phòng riêng. Những nơi sinh hoạt chung trong gia đình thì nên treo đồng hồ dựa vào năm sinh của gia chủ như trên. Các vị trí treo đồng hồ khác có thể để tùy ý gia chủ nếu cảm thấy thuận tiện. Nếu quá bất tiện, có thể dựa theo năm sinh của các thành viên khác trong gia đình để đảm bảo phong thủy cũng như là thuận tiện cho sinh hoạt. Một số ý nghĩa của đồng hồ trong phong thủy. Trong phong thủy và văn hóa truyền thống, người ta không đánh giá đồng hồ là điều tốt lành vì đồng hồ là thể hiện của thời gian và chúng đại diện cho những gì đã trôi qua. Đồng hồ có kích thước càng lớn thì càng biểu hiện sự hiện diện to lớn của thời gian quá khứ. Trong quan niệm xưa, người ta xem nó đồng nghĩa với cái chết. Đó chính là lý do những chiếc đồng hồ kích thước lớn thường thấy trên các thiết kế được dùng trong trang trí là biểu hiện của áp lực và cái chết. Vì vậy trong phong thủy nó không phải là điều tốt đẹp. Người xưa còn quan niệm nếu đồng hồ chết thì sẽ có ai đó qua đời. Tại sao? Vì thực tế có rất nhiều trường hợp có nhiều đồng hồ có thời gian tồn tại lâu đời và gắn liền với chủ nhân. Thế nên khi chủ nhân chết thì nghĩa là đồng hồ cũng bị ngừng hoạt động. Nhiều người không tin nhưng trên thực tế nó đã xảy ra. Phong thủy đòi hỏi sự cân bằng trong mọi thứ. Trong phong thủy thì khi một chiếc đồng hồ có kích thước quá lớn thì có nghĩa ở đó sẽ gặp khó khăn về việc kiểm soát thời gian. Nếu bạn treo một chiếc đồng hồ như vậy thì sẽ khiến cho bạn cảm thấy áp lực và phải làm nhiều việc hơn trong ngày. Bạn sẽ cảm thấy bản thân mình không thể quản lý được thời gian hoặc thời gian cứ vượt khỏi tay bạn, thậm chí có thể cảm thấy rất là mệt mỏi. Đồng hồ xử lý một số nguồn năng lượng xấu. Theo phong thủy, tuy đồng hồ không mấy được ủng hộ nhưng trong một số trường hợp thì đồng hồ lại có ích khi sử dụng được những nguồn năng lượng xấu trong phong thủy. Ví như bói tử vi trực tuyến cho biết trong phong thủy có 2 sao số 5 và số 2 thuộc hành thổ cũng là 2 nguồn năng lượng khá xấu về thời gian. Khi 2 nguồn này mà kết hợp với nhau thì sẽ trở nên rất là mạnh mẽ. Lúc này bạn sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng về sự ảnh hưởng của nó. Thế nên một chiếc đồng hồ chuông hay là đồng hồ tủ đứng chính là một trong những giải pháp tốt nhất để tránh sự ảnh hưởng và làm hao mòn đi năng lượng xấu đó. Bên cạnh đó thì một chiếc đồng hồ quả lắc còn có thể thể hiện sự chuyển động của mình, giúp kích hoạt được những nguồn năng lượng tốt trong ngôi nhà. Và tiếng chuông đồng hồ cũng góp phần cung cấp được nguồn năng lượng mới cho không gian nhà ở nữa đấy. Việc bạn ở trong khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng do nguồn năng lượng xấu về thời gian thì đồng hồ chuông sẽ giúp cho bạn làm tiêu tan những nguồn năng lượng xấu và kích thích được những nguồn năng lượng tích cực hơn. Do đó, bạn hãy nhớ rằng kim loại sinh ra nước và nó có ý nghĩa đại diện cho sự thịnh vượng, giàu có, vương giả. Vì thế, khi có ý định sử dụng đồng hồ thì hãy tìm hiểu nên treo đồng hồ ở đâu trong phòng khách mà hợp với phong thủy. Những điều nên treo đồng hồ ở đâu trong phòng khách. Để các bạn có thể trả lời câu hỏi nên treo đồng hồ ở đâu trong phòng khách hợp với phong thủy, dưới đây sẽ là một số gợi ý quan trọng để các bạn có thể hiểu rõ thêm và chú ý cách treo đồng hồ trong phòng khách của mình. Những điều nên treo đồng hồ trong phòng khách. Dùng đồng hồ quả lắc hoặc là đồng hồ quả quýt để kích hoạt sao số 6, giúp phát triển mối quan hệ và tăng sự hỗ trợ của quý nhân. Dùng đồng hồ quả lắc hoặc là đồng hồ quả quýt kích hoạt sao số 1, tăng may mắn về tài chính và cơ hội. Dùng đồng hồ quả lắc giúp triệt tiêu các sao xấu 2 và 5. Chọn đồng hồ vừa phải, không chọn quá to hoặc là chiếm nhiều diện tích. Treo đồng hồ phòng khách tại hành lang, lối đi hoặc nhà bếp. Đồng hồ treo tường tại giường ngủ nên chọn loại nhỏ và không phát sáng. Chọn đồng hồ treo tường trong phòng ngủ có âm thanh trong trẻo tươi vui. Treo đồng hồ ở phía tây bắc và góc phía bắc của ngôi nhà hoặc phòng khách. Những điều không nên treo đồng hồ trong phòng khách. Không treo đồng hồ gần cửa chính ra vào hoặc là treo đối diện cửa ra vào. Không dùng đồng hồ quá to lớn vì chúng mang năng lượng tiêu cực trong gia đình. Việc này gây ra nhiều vấn đề trong gia đình, dẫn đến rạn nứt gia đình và các vấn đề về sức khỏe. Đồng hồ đại diện cho kim loại và không nên được đặt trong khu vực mộc trong nhà. Treo đồng hồ quá cao vượt quá tầm mắt, khó nhìn thấy kim đồng hồ nếu biểu hiện thời gian vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn. Hy vọng rằng những mẹo đặt đồng hồ mà Phong Thủy May Mắn chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn đặt đồng hồ đúng phong thủy. Quý vị muốn theo dõi thêm những kiến thức thì hãy bấm theo dõi kênh và bấm vào biểu tượng chuông để có thể cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!